Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh từ nhà thi đấu câu lạc bộ Busan Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta chuẩn bị đến với những diễn biến của trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày nay, trận đấu trong khuôn khổ của vòng 1 giải Busan Handball vô địch quốc gia do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức cùng với nhà tài trợ Kim Cương HD Bank. Trên màn ảnh của các bạn là đội hình xuất phát trong tổ 1 của các thủ Saco ở trận đấu ngày hôm nay, gồm có thủ môn số 2 Đoàn Minh Quang, các cầu thủ số 15 đội trưởng Khổng Đình Hùng, số 16 Lâm Tấn Phát, số 17 Izen Niếc Đăm và số 18 Chu Văn Tiến. Như vậy là ở trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh của đội Saco đã tung ra đội hình mạnh nhất trong tổ đấu 1. Đội hình xuất phát của Cao Bằng gồm có thủ môn số 2 Vương Nguyễn Thuận, các cầu thủ số 8 Nguyễn Văn Quốc Huy đội trưởng, số 9 Lưu Tấn Phước, số 12 Lê Quốc Nam và số 25 Huỳnh Văn Hoài. Vừa có một tình huống chơi bóng có thể nói là khá đột biến từ phía cầu thủ Cao Bằng. Chúng ta cùng xem lại. Nguyễn Lâm Gia Thọ là người thực hiện quả đá góc. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm nguy hiểm nữa. Người vừa có pha phá bóng sau cú sút bằng chân trái của Cao Hoài An đó là Đinh Văn Toàn. Chúng ta cùng xem lại. Thêm một quả đá góc nữa. Đây đang là những phút mà có thể nói là Cao Bằng liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Hoàng Anh. Trọng Tín. Trọng Tín là cựu cầu thủ của Quảng Nam. Lừa bóng, dứt điểm, không vào. Pha xử lý có thể nói là rất bình tĩnh của Quang Toàn. Anh làm động tác giả để vượt qua đối thủ, nhưng cú dứt điểm tiếp theo của anh, mặc dù chiến thắng được Cổ Chí Kiệt nhưng lại đưa bóng đập vào vai của thủ thành Vương Nguyễn Thuận. Danh Phát. Mùa giải năm ngoái Danh Phát cũng thi đấu trong màu áo của Cao Bằng và cảm giác bóng không được tốt, khá nguy hiểm, không vào. Lưu Tấn Phước. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm nữa. Và dứt điểm bằng chân trái từ tuyến hai của Lê Quốc Nam. Quang Nhật đã vung tay và khiến cho Chu Văn Tiến bị chảy máu mồm. Rõ ràng là sau khi những quả đá góc hoặc là những quả đá biên ở gần với khu vực 10m của Saco, nguy hiểm, dứt điểm, không vào. Côi vào, không vào. Quá đáng tiếc cho cầu thủ Cao Bằng. Mất bóng rất nguy hiểm. Tình huống vào bóng ở tình huống vừa rồi, Vương Nguyễn Thuận đã bắt buộc phải sửa chữa sai lầm của đồng đội. Anh có động tác vào bóng thừa đối với cầu thủ của Saco đó là Nhật Trung. Hai cầu thủ đều có khả năng xuất phạt tốt. Khổng Đình Hùng dứt điểm, không vào. Không phải Lâm Tấn Phát bằng cái chân trái, cũng không phải là Khổng Đình Hùng với cái chân phải, mà thay vào đó là một đường chuyền hướng tới vị trí của Ngọc Sơn. Thì Ngọc Sơn cùng với Tôn Thất Phi sẽ là cặp ala thứ hai ở tổ đấu. Tới lượt mình, Phi Tiến cũng xử lý chậm một nhịp. Phi Tiến, Nhật Trung, không vào. Nhật Trung đang tỏ ra rất tiếc nuối và không hiểu lý do tại sao mình lại đưa bóng đi chạy cột dọc. Huỳnh Văn Hoài. Phía trên là Lưu Tấn Phước, vẫn là Huỳnh Văn Hoài. Và dứt điểm khá bất ngờ và bóng dường như là đã đập vào mép ngoài cột dọc khung thành. Quốc Nam có thể nói đang trở thành linh hồn trong lối chơi của cao thủ Cao Bằng. Anh không chỉ có những tình huống tổ chức tấn công cho đồng đội mà còn tham gia tích cực trong việc phòng ngự.
Dứt điểm, không vào. Lần thứ hai trong trận đấu này, Ngọc Sơn tung ra những cú dứt điểm cầu môn bằng chân trái. Ở trong hiệp 1 là tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp đối với Hoàng Anh sau khi Thanh Phong thực hiện một cú solo qua người hai cầu thủ Saco. Như vậy là đã có bàn thắng cho Saco, 1-0. Một bàn thắng khá là may mắn. Bàn thắng khá may mắn cho Saco. Và người ghi bàn đầu tiên cho Saco trong mùa giải này đó là Ngô Ngọc Sơn. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng. Và dứt điểm của Ngọc Sơn đưa bóng đi dưới tay của Vương Nguyễn Thuận và tiếp tục đập đất trước khi bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ Cao Bằng. Ngọc Sơn, Đinh Công Viên, Tuyến Hai, Quang Toàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Saco rồi. Như chúng tôi đã nói, thế bế tắc đã bị phá vỡ và bây giờ thì nó giống như là một cánh cửa đóng im lìm. Đã nhận được một chiếc chìa khóa tra vào đúng ổ và sau đó tất cả còn lại chỉ là một cái hích nhẹ để cho cánh cửa đó mở toang ra mà thôi. Ngọc Sơn đã ghi bàn để phá vỡ thế bế tắc và bây giờ tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 với một pha dứt điểm gọn gàng, cực kỳ hiệu quả của Quang Toàn sau khi đồng đội đã làm tất cả những gì có thể để dọn cỗ cho anh. Lại là một tình huống chủ động dâng cao của Vương Nguyễn Thuận. Phản công Huỳnh Minh Quen. Huỳnh Minh Quen chuyền bóng. Đây rồi, không vào. Đây rồi, không vào. Giành phạt đã không dứt điểm mạnh. Quốc Huy. Tuyến hai, Chu Văn Tiến, không vào. Sơn là bước ngoặt của trận đấu này. Không Đình Hùng, đường chuyền, chuyền bóng, đây rồi. Chúng tôi không hình dung và không hiểu điều gì xảy ra với Zenit Đăm trong pha bóng vừa rồi. Hai cầu thủ gốc Tây Nguyên, Không Đình Hùng chuyền bóng, Chí Kiệt, Hữu Thuận, lại là cổ Chí Kiệt. Số đã được nâng lên thành 3-0. Một tình huống phá bóng nhưng trở thành một cú dứt điểm. Như chúng tôi đã nói, lối đá năm cầu là như vậy và win-win nó là như vậy. Ai cũng có thể ghi được bàn thắng trong một tình huống. Quốc Nam mất bóng rồi. Đây rồi, Huỳnh Minh Quen, 4-0 rồi. Huỳnh Minh Quen không ăn mừng. Không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Đây là điều mà Huỳnh Minh Quen cũng đã từng làm khi anh thi đấu trong màu áo của Thái Sơn Nam và ghi bàn vào lưới của Cao Bằng trong mùa giải năm ngoái. Một sự thể hiện tôn trọng đối với đội bóng mà mình đã trưởng thành. 7 giây cuối cùng. Thanh Phong, Phi Tiến. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Saco và Cao Bằng đã vang lên. Với kết quả là các thủ Saco đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước các thủ Cao Bằng. Xin chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh với trận đầu ra quân thắng lợi. Mặc dù đó là một thắng lợi mà chúng tôi đã nói, một thắng lợi khá là chật vật. Và họ đã cần phải tới thần may mắn để có thể có được bàn thắng do công của Ngọc Sơn. Và tất cả những gì sau đó chỉ còn là cú hích để đẩy ra cánh cửa đã bị hé mở.